Xin kính chào toàn thể quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục có mặt ở nhà hai ông cháu để mà cập nhật cái tiến độ làm nhà hai ông cháu cho tất cả các bác cô chú anh chị Mạnh Thực Quân ở trên kênh là cùng biết. Và ở những cái video trước thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên là mấy anh em thợ cũng đã hoàn thiện là ở trong nhà là tới đâu rồi. Tại hôm nay thì cháu Lực xuống lên mấy anh em thợ là chưa có đi làm các bác ạ. Thử là lên trên này là xem ông là đang làm gì đó. Rồi một tí cháu Lực sẽ quay trở lại đi vào sâu cái bên nhà để chia sẻ cũng như là ghi hình lại cho các bác, cô chú, anh chị ở trên kênh là cùng biết mấy anh em thợ đã hoàn thiện là tới là cái cung đoạn nào rồi các bác nhé. Không biết là phần bỉa phốt này thì mấy anh em thợ đã hoàn thiện chưa cô bác ạ. Đấy, nhưng mà theo như cháu Lực nhìn thấy là mấy anh em thợ đã nối ống là hầu như là vào hết rồi. Và cái phần cái lượng mà cái độ mà sâu của cái ống ấy thì cháu Lực cũng cho mấy anh em thợ là đào là rất là sâu, để cháu tránh trường hợp là sau này có thể là sau này là đụng chạm tới cái gì thì mình lại đụng chạm tới thì sau này nó rất là phức tạp. Lúa nhà ông thì cũng chuẩn bị là đến chuẩn bị là được gặt rồi cô bác này. Thấy là bông lúa là sắp bắt đầu là ngà ngà vàng một chút rồi. Ông đang làm gì đấy ông? Ông lại che bao thóc à? Vào buổi tối thì ông vẫn còn ngủ lại cái ngôi nhà cũ của hai ông cháu là từ thời xưa rồi cô bác ạ, ngôi nhà này ấy. Thời gian này thì bé Mạnh nhà đi học, thành ra là nhà là chỉ có một mình ông thôi. Cho nên là nếu mà một mình ông ở cũng khá là buồn, không có ai nói chuyện cùng cô bác. Mạnh với ông thì là gắn bó từ rất là lâu rồi. Đến năm nay thì Mạnh đi học ở một nơi khá là xa. Ốm vừa mới khỏi cho nên là giọng nói của cháu Lực vẫn còn không được tốt lắm cô bác ạ. Mấy anh em thợ là hôm nay là chưa tới đâu ông nhỉ? Đây, ông gửi một lời chào tới các bác nào. Chào các bác các chị nhá. Ông thì có vẻ như là mấy hôm nay nhìn trong không được khỏe mấy ông. Vâng. Hôm nay là chuẩn bị cho lợn ăn rồi ông. Cái này là lợn của ông thì hầu như là ăn chỉ toàn là cây bon bon với lại là cây chuối là nhiều đấy ông nhỉ? Vâng, thế rồi. Bỏ lâu lắm mà còn nóng rồi. Này là cái gì đây ông? Cái gì đâu, mì chính rồi. À, mì chính đấy không? Lợn ông mỗi một lần ăn là được một xôi này không? Vâng. Được một xôi một chậu à? Trong một chậu. Để. Thế là ông vẫn vừa mới nấu cám lợn xong ấy nhỉ? Thấy là vẫn còn nóng này. Vâng. 4 giờ vậy làm rồi. 4 giờ không? Nó để thế, bây giờ không ngồi ạ.
cùng ông cho lợn nhà ông ăn xong thì cháu được sẽ cùng ông mà đi xuống cái nhà để mà xem là thời gian vừa rồi thì mấy anh em thợ đã hoàn thiện là tới công đoạn nào thưa các bác nhé. Thời tiết thì có vẻ như là hôm nay thì cũng sẽ khá là nắng đấy, các bác ạ, thấy là xuống sớm sớm là còn có ánh nắng mà. Kéo hẳn cái máng đi xuống dưới được không? Chuồng lợn thì khá là nó là bật cho nên là chúng ta không có ghi hình vào các bác ạ. Chuồng lợn ong ở trên này là ông cũng lập là cái tấm bạt tận dụng lại để mà lập thôi các bác ạ. Con lợn to cái ông nuôi được bao nhiêu năm rồi? 4 năm. Lợn của ông thì hầu như là không có một chút như kiểu là tăng trọng gì cả không bác ạ. Thật ra nó lớn rất là chậm. Không phải thời gian này cũng phải là một tuần là không có gặp bé Mạnh rồi, các bác ạ, cũng thấy là nhớ đấy. Số này cho nó ăn luôn chứ ông, hay là tí nữa mới cho luôn? Cái này là để phần nay tối này không? Vâng, phần tối. Muối cho một tí ăn xem. Cho muối cho lợn ăn á? Ừ. Không có chút gì thế nào. Muối nó mặn cho nên là cho pha vào lợn nó thích ăn hơn không nhỉ? Ừ. Cái máy tốt lúa của nhà ông này thì năm nay còn dùng được không? Hay là hỏng luôn rồi không? Không được rồi. Không được à? Thế năm nay thế này là phải dùng đập bằng tay thôi ông nhỉ? Thơ thế này à? Dạ. Bông nó. Vâng. Bông có loại bông thấp bông cao không nhỉ? Ừ. Ông ăn cho lợn ăn xong chưa? Không. Vừa rồi cháu thấy là cái nguồn đằng sau, nguồn nước đằng sau này bị cạn kiệt rồi không? Nguồn này ấy. Để xem nào. Cũng còn ra một tí. À. Mấy hôm nữa thì tháo nước dùng ra hết thì. Vâng. Không có mà. À. Hôm trước cái đây thì có đào vào cái phần nền nhà đấy các bác, xong là bị nước nó dò đấy, nhưng mà đến hôm nay cháu Đức nhìn thấy là
là đã bị là hầu như là bị cạn kiệt rồi, còn mỗi một chút chút thôi. Cầu thang này mấy anh em thợ cũng đã đổ rồi các bác này, đổ hầu như là gần xong rồi. Nếu không được về không về không biết rồi. Hôm nay mấy anh em thợ lắp điện chưa? Thế thì tự lắp rồi nhưng mà chưa có bóng đèn. Hôm nay chưa đi lấy đuôi điện về đâu. Mấy anh em thợ thì cháu được thấy là chạy dây điện rồi các bác ạ. Cái ổ điện thì sau này là ở phía bên này là sẽ có một ổ này, và bên này có một ổ nước, bên kia có một ổ nước, bên kia có một ổ nước. Ổ điện thì sẽ có khá là nhiều ổ điện các bác. Trong phòng ngủ thì cũng có đâu đó là mỗi phòng là cho thêm là một ổ điện nữa. Nhưng mà ở đây thì mấy anh em thợ là chưa đi vào lắp. Cái bộ này lại lấy về rồi không? Ông thử lấy về. Vâng. Ở đây thì sẽ là bồn vệ sinh, thì bồn rửa tay này, là hầu như là đầy đủ hết rồi các bác. Cái vòi này là cái vòi vòi này chắc là vòi tắm này các bác, là vòi này. Còn là cái vòi này là để mà rửa tay này. Vòi này thì là vòi này thì để khá là lâu rồi, thành ra là nó hơi bị bụi đâu các bác, chứ không phải là cái cũ đâu. Ống nhựa này còn dư à Còn như sao? nhỉ? Đây là mấy anh em thợ là đâu chưa lắp sao đâu, xem. Xem ở nhà vệ sinh thì mấy anh em thợ lắp xong chạy không nước chưa? Ống thì cháu được nhìn thấy là mấy anh em thợ đã lắp rồi các bác. Cái vòi này là sẽ vòi để mà sau này ông có thể là giặt áo ở đây này các bác này. Đấy, nhưng mà cái vòi tắm thì sẽ nằm ở phía bên này. Đấy, cũng thiết kế là hai cái vòi trước rồi, để mà một vòi thì sẽ là cái nguồn nước lạnh của bác, một vòi thì sẽ là cái nguồn nước nóng, thì sau này có cái bình nóng lạnh ấy. Cái vòi này là vòi gì đâu? Cái vòi này là vòi toilet này. Cái ống nước thì cái ống này của bác này, cái ống này sẽ chạy ở phía hầu như là ở bên ngoài, từ lắp từ bên ngoài vào chứ không phải là lắp từ bên trong nữa. Bạn Thái này, mấy anh em thợ là đổ xong hôm nào đấy Có 4 hôm rồi, nó có ngay rồi. không? Vừa tầm người người của ông đứng giờ bây giờ ấy. Chung rồi. Vừa tầm người à? Mình chưa phải xin gân nó mới lên này. Vâng. Hôm đó là định đổ sắt ra bên này quá, nhưng mà sau này như kiểu là ông không để được cái đồ gì ấy. Hôm nay thì nếu như mà kinh phí còn đấy các bác, thì làm một cái tủ chạm bếp này nhỏ nhỏ ở trên này, nó vừa một cái bồn như này, xong là ông rửa bát xong là úp lên trên luôn. Rồi sau này là ông một mình ông ở nhà là ông có thể là ăn cơm lên đường này, cả cả có mẹ là ngồi lên ăn cơm nữa, thì ông không phải dọn ra bàn ra ra nữa. Nồi cơm thì sau này nếu mà có kinh phí mua nồi cơm điện thì là đặt đây được không? Những cái chỗ này thì chúng tôi sẽ thiết kế là để làm đặt nồi cơm điện. Thì Còn dưới này thì sau này là có thể đựng đồ được này. Ống nước là mấy em thợ cũng có thể là đã chạy ở phần phía bên ngoài, thì hầu như là ống nước này là sẽ chạy ở phía bên ngoài hết các bác nhé, sẽ không có để vào trong. Rồi cũng mấy hôm là không xuống thì thấy là mấy anh em thợ cũng hoàn thiện được là về là bàn thái thôi, chứ vẫn thêm là cả cầu thang nữa.
thì mấy anh em thợ là làm ra phía bên ngoài này cô bác. Đây, ông chạy nữa. Ông ơi, thì ống nhựa này thì là lấy cái ống nhựa mà nó nhựa tiền phong các bác, cho nên là nó rất là chắc chắn, nó sẽ được rất là lâu cái ống nhựa đấy. Cái phần là bên này là máy nữa là phải hạ xuống hết đấy ông ạ, máy này. Xong là máy đổ được sân đấy. Khi phải nhặt cái việc ra hết đi. Đây có thể là chiều nay thì mấy anh em thợ mới tiếp tục là đi vào và hoàn thiện thêm cái nhà của hai ông cháu thôi. Ông mà đi ra cắt cỏ không? Cắt cỏ đi. Chỗ mùng ngắn có đó. Sau này hạ nốt cái phần sân này thì nhìn ngôi nhà nó sẽ trông nó đẹp hơn các bác. Hiện tại thì nhìn ngôi nhà nó sẽ hơi hơi lộn thuộm một chút. Hiện tại thì mấy anh em thợ là vẫn chưa xuống làm, thì lúc sẽ cùng ông là đi ra bên này là cắt cỏ một chút đã. Trẻ con thì là mỗi lần là đi học về đấy các bác này, thì là đu cái cành cái ổi này là hầu như là đu nghiêng ngả hết rồi. Không phải đi tận đâu cắt cỏ đấy không? Ôi ở đây có con chim nhiều đấy không nhỉ? Này thì có vẻ như có chim trào màu rất là nhiều. Một cái lưới về bẫy được không? Là cái bẫy về bẫy không? Nhưng mà cái lưới to cái thôi. To. Chim là nó bay trên cao thì lâu làm sao bẫy được không? Cái lưới kỳ đi, lưới. Cắt cỏ này không? Không. Nước suối à, mùa này thì có vẻ là bắt đầu là chảy ít hơn rồi ông nhỉ? Vâng. Bây giờ thì bắt đầu là cái mùa mưa các bác, mùa mưa thì cũng bắt đầu là ít đi rồi, cái lượng mưa. Ở suối kia bây giờ có cá nhỏ nhỏ không ông? Cái suối kia. Cái nước to nó trôi đi hết. Đi tháng ba, sang năm đi. Nước ít mới thấy. Một sáng sớm ông thì một mình ông ở nhà ấy, các bác là cho lợn ăn xong hết rồi thì mới bắt đầu là đi lấy cỏ. Trong ngày đến chiều thì khi mà thời tiết mà nắng lên, ông không làm đi làm thêm việc gì nữa, thì lúc đấy là ông mới cùng với anh em thợ làm. Ồ, đây có một cái ống nước đi đâu đấy ông, ống nước này? Nước cho vào dùng đây mà.
hàng ngày là cuộc sống của ông là cứ thế lặp đi lặp lại quá, hầu như là không có thay đổi gì vậy nhiều, có thay đổi là nhiều nhất thì là có duyên với lại là các bác giúp đỡ cho ông là có ngôi nhà và nhận thêm là rất là nhiều những phần quà của các bác là gửi tặng tới cho ông Sò cùng với lại là em Mạnh. Chú đất này có phải đất của nhà ông không đất này? Còn bị em chú rồi. Đất của nhà ông thì là hầu như là phía bên kia là nhiều thôi ông nhỉ? Vâng, bên kia thôi. Nghe chó sặc cỏ ăn giật mình, ông các cỏ cũng sẽ hộ ông là nghe cái cỏ đi. Ở đây có cái một cái loại cây này các bác này, cái loại này thì là ăn ngọt ông nhỉ? Ngọt. Ăn ngọt, nếu như mà ai bị đau họng ấy là ngậm cái này vào các bác này thì sẽ thấy bảo là sẽ khỏi. Ống nước này là dấn nước ruộng này, ống nước này. Vâng, nước là thử dụng đi. Đây cũng một cái loại hoa mà nhìn là trông khá là thú vị nhỉ các bác này. Một cây này tạo thành cái ống ấy. Đó là cái gì đấy ông? Cái hôm nay mới nói. Dạ. Ồ, cây này dài đấy ông nhỉ, cây này ấy. Ăn mà lo. Ông ăn luôn à? Nhưng mà ngửi là nó rất là ngọt các bác ạ, ngửi đấy. Nó xong ngọt đấy. Và nuốt nước đi ông nhỉ? Ừ. Xong đi uống nước cũng ngọt. Vâng. Cái loại cây này thì nó chỉ thuộc dạng là ở chỗ mà nào mà có nước nguồn đấy ông nhỉ? Ừ. Nước mát đấy thì nó mới sinh trưởng mạnh thôi. Cái này cắt cỏ này thì là ông được cắt rồi à? Hả? Không phải ruộng nhà ông thì ông cũng được cắt à? Cháu nó một con đấy, à, có nhiều hết, không ăn hết cỏ đúng không? Vâng. Cỏ không lấy mà kia già nó không khô đi để đốt không mà. Vâng. Này thì nó cũng chỉ là cỏ dại thôi chứ nó không phải là cái cỏ voi mà cỏ trồng kia đâu. Này thì gọi là cắt đi thì còn như kiểu là phát nương phát ruộng đấy ông nhỉ? Mùa này đi cắt cỏ thì cũng sợ nguy hiểm về ong đó ạ. Ong nhờ? Lèng ê thì... Vâng. Cái mùa trước thì hay là có đi cắt cỏ này thường là gặp con ong là nhiều hơn. Gặp ong là nhiều ấy. Bây giờ bên này thì nhìn là bông lúa này. Bên này thì có vẻ như là nhìn ra mấy cái bông thì khá là tốt nhưng mà nhìn ở dưới này hầu như là rất là còi, còn có những bông mà còn không ra nữa, không ra bông đấy, những cây đấy.
Trên kia thì có vẻ như nhà của mẹ Quyết, nhà Quyết đấy các bác, làm chuồng lợn khá là xa. Cháu có vẻ thấy nhìn thấy có vẻ như có ông mật thì sao đấy ông ạ? Mẹ Quyết vừa bảo gì đâu? Bảo gì? Bố cắt cỏ. Cây này không biết là cái cây gì nhưng mà nhìn cái hoa nó cũng khá là đẹp của bác ở hoa này ấy. Mà con nhìn cái loại cây này hay thích hái lắm. Châu ăn rồi. Bây giờ thì hai ông cháu sẽ cắt cỏ và tiếp đá một tí nữa về thì tới được thế. Ghi hình sau các bạn xem là mấy anh em thợ đã về chưa. Sau một thời gian cắt thì hiện tại là cắt được là một chút cỏ rồi các bạn ạ. Cũng ở ngay gần nhà ông thôi cho nên là cũng không có đi xa mấy. Vì là cái cỏ mùa này thì có khá là nhiều các bác ạ. Lấy cỏ xin đi. Vậy như không hết máy không nhỉ? Ừ. Cắt một lúc thôi đó nha. Cái dây về bụng. Ông đi trước đi. Một lúc thôi là cái một bác cỏ to đùng lại thêm là cái tay của cháu Lực đang cầm nó rồi các bác ạ. Ôi thì đâu đây ông? Ừ, đây. Ra phía bên kia. Cái chú non này. Châu của nhà ông thì hầu như là lấy cỏ về là không phải hái thêm một lần nữa không bác? Đặt bộ ăn luôn. Có những con trâu thì làm như thế này nó không ăn đâu ông nhỉ? Vâng. Cái thái nhỏ nhỏ mới ăn đấy. Vâng. Châu ông thì hầu như là ông cho ăn thế đã quen rồi ấy nhỉ? Ừ. Hay về ngôi nhà của hai ông cháu thì là mấy anh em thợ là hoàn thiện là tới đâu thì cháu Lực cũng đã cập nhật cho các bác, cô chú anh chị cùng biết rồi. Phải nói là mỗi lần mà cháu Lực đi xuống thì thấy là mấy anh em thợ hoàn thiện thêm một thứ thì nhìn ngôi nhà thì nó bắt đầu là lộng lẫy hơn các bác ạ. Ở đây thì hiện tại là đang có một chút là những cái cây tre một chút rồi cho nên là các bác nhìn thấy thì các bác cũng không có
nhìn được thấy gió hết cả. Đấy, như nhà của hai ông cháu thì mấy anh em thợ hoàn thiện là xong hết cái phần ngôi nhà, để cháu được sẽ tiếp tục là gọi đội thợ cơ khí lên để mà hoàn thiện thêm là những cái phần khung cửa nữa, để sớm ngày là được đón tân gia để cho hai ông cháu là đi vào cái ngôi nhà mới. Sau bao nhiêu ngày vất vả, bao nhiêu ngày mà xuống để mà chia sẻ những cái thước phim về cái hoàn cảnh của hai ông cháu, thì hai ông cháu cũng nhận rất là nhiều duyên, và đặc biệt là nhận duyên của hai chị là Nguyệt Thúy tới cho hai ông cháu để hai ông cháu được có được cái ngôi nhà mới, ngôi nhà che nắng che mưa. Ở đây thì hầu như là cái ngôi nhà như này thì trên bản thì rất là nhiều người khao khát là có được. Cô bác ạ. Đến bây giờ thì mấy anh em thợ là vẫn chưa đi vào và hoàn thiện thêm cái gì cả cô bác. Nhưng mà phần bên trong nhà vẫn được đá chia sẻ là những cái ngày qua thì khi mà vẫn được không xuống được ấy, thì mấy anh em thợ cũng đã làm thêm được là những công việc gì cô bác nhé. Cái nguồn nước này còn dò ra một tí thôi không nhỉ? Vâng. Những cái phần sau tản ly sau này thì sau này sẽ để cho ông là ông tự hoàn thiện cô bác ạ, tự lấy đất, tự lấy đá về để mà kè. Đấy, sẽ phải đào lại thêm là những cái phần đằng sau này thêm là một chút nữa. Đấy, nước này thì là nó không phải là nguồn nước sạch cô bác ạ, nó chỉ là cái nguồn nước dò từ trên cái thửa ruộng trên kia xuống thôi. Đấy, có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài rồi cô bác, chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ là tới đây thôi cô bác ạ. Và rất là cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Ông ạ, gửi lời chào tạm biệt tới tất cả các bác không nhé. Chào các bác các chị nhá.